Nay là chị đi Đồng Tháp là có bà con ở đây sao chị? Không, chị đi du lịch, À, chị dạ. không có đi bà con, tại vì nay gần Tết rồi, chị đi bên làng hoa Sa Đéc về, À. rồi chị qua vườn quýt chị tham quan thôi. Dạ. Như vào thăm vườn quýt này chị thấy Đẹp lắm, có cái gì đẹp, chị thấy nó đẹp, ấn tượng đúng không? ấn tượng. Dạ. Từ nào giờ cũng mới vô lần đầu nên thấy nó cũng đẹp. Mới vô. Rồi mới vô mới biết Dạ. cái cây, vườn cái cây thôi. Còn vườn hoa Sa Đéc thì chị đi lâu chưa? Chị cũng mới đi à, Dạ. mới đi thứ thi đó, À. thấy đẹp, Năm nay thì nó trang trí đẹp. trang trí đẹp, bán nhìn thấy nó đẹp. Dạ. Bông nói chung quy là giá nó cũng mềm, mua cũng nhiều lắm. Dạ, bữa nay chị đi thấy đông người không? Không, bữa nay thì không có được đông mấy. À, bữa hôm Tết Dương lịch thì thấy đông lắm. Mấy ngày đó thì nó đông, bữa Dạ. nay nó không có đông. Dạ. Như đoàn của chị là đi bao nhiêu người? Đi bên đầu của chị là 12 người, 12 người. thường là những người lớn tuổi đi không Dạ. à, đi mấy bà cụ đi cho bị đói đây vậy Dạ. đó. À, bữa nay là mới đến Đồng Tháp mà chị, hay là còn đi tỉnh miền Tây nào chưa? Chị hả, mới đến Đồng Tháp thôi, Mới đến. miền Tây thì chắc có thể là qua Tết rồi chị mới đi. Ở Châu Đốc thì cũng có một cái điểm là tham quan cá tra sông á, cũng rất là đẹp. Rồi bên Cần Thơ thì cũng có đàn cá lóc bay, chị nghe nói chưa? Có nghe, có À. coi trên mạng, có là cũng biết có Dạ. đàn cá lóc bay rồi, chúng cũng Thấy có mà cũng hồi năm rồi chị có đi Cần Thơ, nhưng mà năm rồi Cần Thơ nó chưa, chưa 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 đi được. chưa đi được nhiều Dạ. đường những địa danh của nó. Dạ. Chị chỉ tới Chị nổi Cái Răng nè, rồi chị đi du thuyền, Dạ. rồi chị đi thiền Trúc Lâm Thiền Viện. Thì đúng là. Rồi chị Dạ. đi những điểm đó thôi, với chị ăn những món ăn đặc sản của Cần Thơ Dạ. như lẩu mắm rồi gì đó. Dạ, đúng rồi. Lẩu mắm Dạ Lý đó đúng không? Đúng rồi, chị ăn lẩu mắm Dạ Lý. Rất là nổi tiếng đấy. Dạ. Ăn giá lúc lúc cái lúc mà chị đi ăn thì giá nó cũng mềm, không biết giờ nó có mềm vậy không, chị không Dạ. biết. Nói chung là nó cũng vậy thôi. Đi về miền Tây thì thấy thoải mái nha. Sông nước hữu Sông nước. tình Dạ. đẹp, đi là trên đồng mà ai cũng nói giờ ước gì có một cái võng văng cho đây ngủ luôn. Dạ. Đẹp, năm nay thấy đẹp, Dạ. năm nay về coi như là cũng là gần 20 năm mà chị mới về đấy là Đồng Tháp, À. thay đổi quá nhiều luôn. Dạ. Mấy năm trước chị về là những con đường này nó nằm sát cái sông Dạ. á, hôm nay đó coi đó, 20 năm mà chị mới tới được Đồng Tháp này. À. Nhưng mà quê gốc của chị là trên Tây Ninh hay ở đâu? Quê gốc chị là ở Tây Ninh. Tây Ninh. Dạ. Chị Tây Ninh, Dạ. chị ở Tây Ninh, còn quê của bên nội bên ngoại chị thì ở Mỹ Luông. À. Chị thường về Mỹ Luông chơi, bên An Giang á. Dạ. Rồi, cảm ơn chị nhé. Rồi, cảm ơn em Dạ. ha.